Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau. Và hôm nay tôi sẽ trao đổi với các bạn cái chủ đề. Nhiều người thắc mắc và tự hỏi mình và hỏi thầy, tại sao tài vận công danh sự nghiệp của bạn không phát triển? Tại sao các bạn mãi nghèo mà không tiến triển được? Và tôi sẽ đưa ra cho các bạn nguyên nhân và phương pháp cải vận. Hôm nay các bạn đang nghe Phong Thủy Bác Thắng cải vận. Số điện thoại 0936 592288 phát vào các cái chương trình. Có những cái điều kiện tôi sẽ phát trực tiếp cho các bạn khi cái lượng người đăng ký tương đối. Bác Thắng, tức gì, Phong Thủy Cải Vận Bác Thắng sẽ chính thức đăng đàn và trực tiếp cho các bạn các cái video bổ ích, hữu ích và đem lại những hiệu quả cao nhất. Hôm nay tôi sẽ giúp các bạn biết nguyên nhân tại sao vận khí của các bạn, nhà các bạn mãi không phát triển và cứ mãi là nghèo. Để giải quyết cái vấn đề này, nó có các yếu tố như sau. Thứ nhất, các bạn phải biết mệnh số, mệnh lý, ngày tháng năm sinh, giờ sinh của mình, người ta gọi là bát tự hay tử vi. Là số của các bạn là số giàu sang hay nghèo hèn. Số của các bạn là bị ốm đau, bệnh tật hay khỏe mạnh. Hôn nhân của các bạn hạnh phúc hay không hạnh phúc. Số của các bạn có nhà cao cửa rộng hay không. Số của bạn ra sao. Trong cái mệnh lý của các bạn có tài, có quan, có ấn hay không. Có gặp phải những cái mà phạm về ngày tháng năm sinh, có bị phạm về ngày tháng năm sinh, bị xung sát với nhau hay không. Và qua đó người ta sẽ biết được là ngũ hành của bạn bị thiếu khuyết cái gì và phải bổ sung cái gì. Thời gian nào, đại vận nào, năm tháng nào là những năm đại lợi cho các bạn. Đại vận nào, năm tháng nào là suy vận cho các bạn, của bạn. Qua đó để các bạn cân bằng. Nếu như đại vận và lưu niên năm nào nó tốt thì các bạn cố gắng phấn đấu phát triển. Năm nào đại vận và lưu niên nó không phù hợp, nó xung sát với ngày tháng năm sinh của các bạn thì người ta dừng lại hoặc người ta cầm chừng và có những cái phương pháp người ta cải vận cho các bạn về phương hướng, về vị trí đi lại, phương hướng đi làm ăn, và người ta sẽ cân bằng âm dương ngũ hành của các bạn cho nó tốt. Sau đó người ta sẽ chỉ dẫn cho các bạn vào các cái vận nào suy, vận nào trung bình, vận nào tốt xấu ra sao. Đó là nguyên nhân đầu tiên về mệnh lý. Trong đó, ngoài cái thông tin về bát tự của các bạn ra thì phải biết này, năm nào bị hạn thì người ta sẽ làm giải hạn và người ta sẽ chỉ dẫn cho các bạn cách phòng tránh. Ví dụ như những năm các bạn bị hạn về các cái phương vị là Đông Tây Nam Bắc chẳng hạn, thời gian nào sẽ xảy ra thì những người thầy và xem bát tự tử vi, người ta sẽ có thể tính toán cho các bạn cái thời điểm để các bạn phòng tránh. Sau đó, đó là cái mệnh số. Cái thứ hai là gì? Chính vì cái mệnh số của các bạn và các bạn không bổ sung, không cân bằng được cái âm dương của cái ngũ hành bản mệnh của mình sinh, nên các bạn không biết thế nào là địa vận, nhân vận và thiên vận. Các bạn không biết được thế nào là địa vận của trái, các bạn không biết được
thế nào là vận của trái đất. Ví dụ những bạn thiếu kim, mộc, thủy, hỏa, thổ trong năm yếu tố đó, là các bạn bị thiếu cái hành nào thì người ta sẽ bổ sung, người ta là cải vận ấy. Cải vận là phải cải tâm, là các bạn phải nghe, lắng nghe những cái người người ta học hỏi, học giỏi, người ta biết nhiều, người ta bảo cho các bạn. Bởi vì khi các bạn không biết thiên thời, địa lợi, nhân hòa, thời thế, tất cả đều quy ra vào chữ thời. Không gặp thời, thời thế, lúc đó thời vận, thời gian và không gian, đây là một những yếu tố quyết định sự thành bại trong công danh, sự nghiệp, sức khỏe, tài vận và gia đình. Nó đều phụ thuộc vào cái yếu tố thời. Tôi nói ví dụ, các bạn không biết là các bạn có gặp thời hay không. Khi một người mà tôi nói mệnh thứ mộc chẳng hạn, thì đa số là những người sinh vào mùa thu. Đây tôi chưa nói tới những cái yếu tố phân tích chính xác ngày tháng, ngày sinh của các bạn, nó vượng hay nó suy. Nhưng tôi nói cơ bản là những người thiếu mộc là sinh vào mùa thu, bởi vì mùa thu là kim vượng. Thì cái đại vận vừa rồi, đơn cử như từ 2008 đến 2019, là trong 12 năm đó, đây là vận mộc. Mà các bạn không biết phát huy thì các bạn hết cơ hội rồi. Ngược lại, những cái người mà sinh vào mùa xuân, đặc biệt là sinh từ tháng 2, tháng 3, đây đang tôi nói là cơ bản là thiếu kim, thì đại vận sắp tới của họ là từ 2020 đến 2032, đây là vận kim. Đồng thời, những người sinh vào mùa hè, từ ngày mùng 7 tháng 8, mùng 7 tháng 8 dương lịch tới ngày mùng 7 tháng 11 dương lịch, là những người thiếu thủy, thì cái vận này có hai cái ngũ hành bị thiếu sẽ được hưởng, là vận trái đất, là những người thiếu kim và những người thiếu thủy. Đây tôi nói ví dụ thế thì anh phải chớp được thời cơ. Ngược lại, những người thiếu mộc, thiếu hỏa đã ăn được 20 năm trước rồi, thì trong cái giai đoạn này nên cầm chừng những năm tốt, những năm xấu. Thì chỉ có những người nghiên cứu thuật số, người ta sẽ chỉ đích danh cho các bạn là khi nào, là năm nào, thời điểm nào trong năm thì các bạn sẽ hành vận, năm nào, thời điểm nào trong năm sẽ không tốt. Thế cho nên người ta gọi là tôn sư trọng đạo. Khi mà anh không nắm được những cái vận thì anh có làm mấy cũng thế thôi, nó không có tác dụng đâu. Đấy, cho nên tại sao mà người ta là nhất mệnh, nhị vận, tam phong thủy là như vậy. Ở đây có một khía cạnh nữa khiến cho vận thế, vận khí của các bạn cũng không lên được, thì nó lại là yếu tố phong thủy. Yếu tố phong thủy là gì? Đa số bị mắc phải. Thứ nhất là đặt cổng cửa sai, bị phạm vào những yếu tố về phong thủy. Cái thứ hai, trong quá trình xây dựng chọn ngày không đúng. Cái thứ ba nữa là sắp xếp các cái lục sự trong nhà nó không tốt. Một phần nữa là trong cái ngoại sự ở ngoài nó cũng tác động ở ngoài sở. Thì ví dụ như các cái cột điện, trạm biến thế, đình chùa, miếu mạo, hay là mương nước, hoặc là những hố ABC, thì nó cũng dẫn tới cái vận khí của các bạn nó đi xuống. Mà cái quan trọng đấy, khi các bạn xây nhà này, tiền mắc phải mà để nó không thể phát triển được lên ấy, thì nó đều liên quan đến cái bề phốt và cái VC. Ví dụ các bạn muốn quý nhân phù trợ, nhưng mà các bạn đã đặt cả cái bề phốt nó ở phía Tây Bắc. Nếu các bạn có muốn về tài lộc, nhưng các bạn lại đặt cả VC, bề phốt đều ở cái cung Đông Nam, ở cung Phú Quý chẳng hạn, thì làm sao mà các bạn có thể là có tích lũy được.
Ngoài ra ở cái vùng sự nghiệp thì liên quan đến phía Bắc là phía Nam nó là cái danh tiếng. Tôi nói ví dụ đấy, Tây Nam là cùng hôn nhân, mà bây giờ bị vi phạm vào các cái đó thì các bạn cũng không còn cơ hội đâu. Đồng thời các cái vị trí bếp núc đặt ra sao, công cửa bếp và đặc biệt là cái gian thờ thờ tự, các bạn làm nó không đúng. Người ta nhất vị nhị vượng ở cái tọa, cái vị trí đặt nó bị phạm. Bởi vì có những các clip trước tôi đã chia sẻ chi tiết rồi, hôm nay tôi chỉ nhắc lại để cho các bạn biết là nguyên nhân và lý do tại sao. Bởi vì có nhiều người thắc mắc nhưng không hiểu tại sao mình mãi không giàu. Cho nên hôm nay bác Thắng sẽ chỉ dẫn cho các bạn cơ bản để các bạn biết là cái đó là vì sao, nó phải có nguyên nhân. Cái thứ ba nữa là mệnh vợ chồng tương phối của các bạn nó bị khắc hãm, bị phá nhau. Ví dụ có những cặp tương xung, tương khắc, tương hình, tương hại và một vài các cái yếu tố khác về tính cách, nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái vấn đề gia đạo của các bạn về làm ăn. Hai là mệnh vợ chồng tương phối ra bốn cái chữ tuyệt bệnh, ngũ quỷ, họa hại và lục sát. Trong đó có hai cái tuyệt bệnh và ngũ quỷ là những cái rất xấu, thì nó cũng dẫn tới những cái khó mà làm ăn được. Một phần tiếp theo đây là dương trạch. Nhưng một phần tiếp theo của cái dương trạch là khi các bạn xây nhà xong thì không phải đấy là của nhà, mỗi của nhà các bạn. Khi các bạn chưa xây nhà nó khác, mà khi các bạn xây nhà hoặc là chuyển đổi nhà, mua nhà đến một cái khu đất khác, các bạn rơi vào những cái mảnh đất nó không tốt, nó có nguồn gốc của đất nó không bình thường, thì nó cũng phát sinh ra những sự cố. Hoặc ở ngoài ngoại sự của các bạn trồng cây, có sẽ có bài tôi sẽ nói liên quan đến các vấn đề trồng cây, những cái cây. Hoặc ở ngoài nữa sẽ có những cái trạm biến thế, đao đình, góc ao, hoặc là những cái xung sát, cầu vượt cái gì đó, nó cũng sẽ ảnh hưởng đến các cái tài vận của các bạn. Và một phần nữa là liên quan đến vấn đề mồ mả. Mồ mả nếu như bình thường người ta xây dựng nó có quy hoạch rồi nó khác, nhưng vì nhiều nơi, đặc biệt là những cái nơi mà nghĩa trang nó không có quy củ thì nó bị chồng chéo lẫn lộn với nhau, các góc cùng nó xuyên sụ, đồng thời ở đó ít người chăm sóc cho nên có thể bị chuột hoặc là con gì nó đào, hoặc cây mọc dại tùm, nhiều cái nó bất lợi, nó cũng sẽ ảnh hưởng tới về con cháu. Để cải vận được cái này này thì muốn để cải vận thì cái điều này là bắt buộc ấy, cho dù các bạn tin hay không tin thì tùy bạn. Nhiều người vô thần thì thôi, để kệ các ông vô thần. Còn mình cái khái niệm cơ bản ấy, các bạn phải biết được ngày tháng năm sinh giờ sinh của mình, người ta gọi là lập cái số tử vi hoặc là xem cái bát tự. Xem là gì? Cái số của mình nó ra sao? Thời gian nào là thời gian tốt? Thời gian nào là thời gian không tốt? Qua đó để mình cân bằng, để đưa ra những cái quyết định đầu tư hay không đầu tư, làm ăn hay không làm ăn, phát triển hay dừng lại ở cái giai đoạn nào cho nó phù hợp. Đồng thời mình biết được là ngành nghề nào nó có lợi cho mình, ngành nghề nào nó không lợi cho mình, qua đó để mình chọn lựa cho nó tốt. Thì chắc chắn có sự chọn lựa, có sự chỉ dẫn thì mọi việc nó sẽ mới hanh thông được. Còn nếu như các bạn bảo thủ và giữ khư khư những lập trường của mình là thôi, số nó như thế rồi thì mình kệ nó, thì nó cũng sẽ mãi mãi như thế thôi. Con người không thể cải tạo được số phận, nhưng nó có thể thay đổi được vận mệnh. Các bạn nên nhớ hai cái khác nhau: số mệnh nó khác và vận mệnh nó khác. Thì cái số phận
là do trời định đoạt, nhưng vận thế là do con người biết hay không mà thôi. Cái thứ hai là các bạn phải cải tạo lại cái không gian sống của mình. Nếu như nó bị vi phạm nhẹ thì mình sửa chữa nhẹ, nó bị nặng thì mình phải chi phí sửa chữa lớn. Đừng vì hao hụt một tí, mất mát một tí về tiền bạc phải thay đổi, nhưng kiên quyết giữ lập trường không thay đổi thì không những ảnh hưởng đến các bạn mà sẽ còn ảnh hưởng đến đời con cháu, rồi nó sẽ suy bại. Tôi nói ví dụ, có những nhà xây cách đây 30-40 năm, vào trong nhà tất cả các cái gạch, gọi gạch ốp của tàu đấy, nó sụt lún, tường nhà nó nứt nẻ, hay cổng cửa nó bong chóc, mái nhà tức là bị rột. Nhưng gì? Một số là không có tiền, đa số dân nghèo, thì lại thông thường những người dân nghèo thì lại không hay chú trọng đến vấn đề phong thủy đâu, mà lại cứ chỉ hy vọng một cái là đi cầu cúng để xin lộc để phát triển. Không có đâu, cầu cúng xin lộc chỉ là cái tâm lý thôi, bởi vì chúng ta phải sống ở thời đại 4.0 là thực tế, mọi thứ nó đều thực tế hết. Bây giờ bỏ ra một số tiền để thay đổi, không dám bỏ. Tôi nói ví dụ những nhà xây là thoái vận, trừ những nhà nghèo quá rồi thì cũng phải bó tay. Thì thà người ta làm một cái nhà cấp 4 mới lại còn hơn ở những cái nhà nó là suy bại mà nó không ra tầng là 2 tầng hay cái gì nó không ra đấy, thì tốt nhất nên có những cái vấn đề cải tạo như thay nền nhà, thay lại cái nền nhà, cải tạo lại cái nóc nhà, hoặc là sơn sửa lại, thậm chí có thể thay đổi lại những cái không gian ở trong cho nó đúng. Vị trí nó bị sai thì mình phải làm. Cái điều này cho dù có những người bảo thủ đến mấy cũng nên tiếp thu mà lắng nghe mà sửa chữa. Đừng bao giờ quan niệm là gì, hòn đất mà biết nói năng thì ông thầy địa lý Hàm Răng chẳng còn, là cái xa rồi. Đó là cái thời chống mê tín dị đoan của cái thời xa xưa bao cấp, các bạn nên nhớ. Bây giờ chúng ta sống phải môi trường sạch sẽ, phong thủy là môi trường sạch sẽ, là thiên địa nhân hợp nhất, là mọi thứ nó đều gọn gàng ngăn nắp, không ô nhiễm, thì sẽ làm cho con người nó trở nên khỏe mạnh, thông minh, sáng tạo hơn. Nên các bạn kiểu gì khi xem được cái clip này, đặc biệt là những bạn mà chưa phát triển được, chưa thể giàu có được ấy, thì hãy cải tạo lại không gian sống cho mình cho nó phù hợp. Đặc biệt sai phải khắc phục, phải sửa chữa, không được bảo thủ. Còn nếu như bảo thủ cố chấp thì mãi mãi cũng chỉ như thế mà thôi. Đồng thời phải thay đổi lại cái lập trường tư tưởng, cái quan điểm và cách sống cho nó phù hợp. Ví dụ người ta gọi là cải vận là như thế này: khi người ta đã bảo là anh thiếu một cái ngũ hành nào thì anh phải bổ sung về ăn mặc, màu sắc, đồ dùng cá nhân, thời gian tốt, tháng nào tốt, năm nào tốt, năm nào xấu, người ta chỉ cho các bạn rồi, người ta bổ sung cho các bạn. Đồng thời người ta cũng chỉ cho các bạn là thay đổi là cách sống. Cũng như là tôi lấy cái thương hiệu của tôi là Đắc Nhân Tâm Chuẩn Mực Giúp Đời Và Khai Ngộ. Và nay cái kênh này là kênh Phong Thủy Cải Vận Bác Thắng. Thì cải vận là gì? Phải thay đổi cái tâm lý của mình đi, thay đổi cách suy nghĩ của mình đi. Ví dụ những người ta bảo là anh bị thiếu mộc, có nghĩa là anh bị thiếu nhân. Thiếu nhân là gì? Là anh phải thay đổi cách đối nhân xử thế, làm sao để cho nó hòa hợp, để mọi người ta yêu quý. Làm kinh doanh là người ta đến mà người ta mua hàng, người ta khen ngợi, đấy là nhân. Hoặc là mình phải nhân nghĩa đối với những người nghèo, nhân nghĩa những người khó khăn, không được tự cao tự đại chẳng hạn. Nếu như người ta bảo là anh bị thiếu hòa là thiếu lễ, thì anh phải tăng cường về
lễ nghi là tiên học lễ hậu học văn, đối nhân xử thế trong gia đình, trong dòng họ, đối với ông bà, bố mẹ, tổ tiên, và chú trọng đến cái vấn đề tâm linh, vấn đề mô má, là tôn trọng tôn sư trọng đạo. Đấy là thiếu lễ. Những người mà thiếu thổ là thiếu tín, là gì? Tăng cường các cái tín, bảo tín Minh Châu đi, là nữa cái gì thì anh phải thực hiện, anh đừng có nói suông đó. Nếu như thiếu thủy thì vừa thiếu tín mà lại vừa thiếu trí, thì đó là những cái phương pháp. Những người phải cân bằng lại, những người thiếu kim thì là những người thiếu nghĩa hiệp. Như anh thiếu kim, anh bảo thủ, anh không nghe lời, anh không nghĩa hiệp. Nghĩa hiệp là gì? Là rộng rãi, là thoáng đạt, là chín bỏ làm 10, là không chấp nhặt, yêu thương mọi người. Đấy là nghĩa hiệp, và không hẹp hòi. Nhưng gì? Đấy, cải tâm nó là ở yếu tố đó. Chứ nhiều anh ấy phát ngôn theo cái ý thích của mình, nhưng gì không hiểu được cái nghĩa thật của nó. Và cũng có một số người nói này, người có phúc ở đời đất phúc, đúng một phần, nhưng đó là lý thuyết. Nếu như tất cả những cái yếu tố như tôi đã đề cập nó không hoàn thiện, mà anh cũng nào cũng quan niệm là tôi có phúc lù cù thì cũng cả đời cũng chỉ thế thôi, không ngon lên được đâu. Nên cái gì nó phải là thực tế, chỉ không thể một mớ lý thuyết, vài câu, những cái châm ngôn chẳng hạn, để đạt được những cái mục đích đâu. Phần đặc biệt các bạn phải chú ý đến cái không gian thờ cúng, cái môi trường sống cho nó tốt, và nắm bắt được những cái sự thịnh suy của xã hội, qua đó mà cân bằng lại về cái công việc của mình cho nó phù hợp. Tránh A-dua làm theo phong trào, bởi vì những cái người đã nghèo ấy thì thông thường là hay theo phong trào. Ví dụ là thấy người ta nuôi lợn nái chẳng hạn, đổ xô vào, hay một cái thời đổ xô vào để nuôi chó cảnh hay là mèo cảnh hay cái gì đấy, nó phù hợp đâu. Hai là trồng cây ăn quả, những cái cũng lao vào một loạt về trồng cây ăn quả chẳng hạn, nhưng mình phải biết là đi học kỹ thuật, phải biết như thế nào, chứ không thể là cứ theo phong trào không làm được đâu. Cái thứ hai nữa, phải theo cái mệnh lý của mình, nó phù hợp với ngành nghề nào cho nó tốt. Ví dụ người thiếu mộc thì mới nên theo các cái nghề về cây cối trồng trọt chẳng hạn, như các clip trước tôi nói là ngũ ngoại liên quan tới các cái công việc. Và một điều cuối cùng là các bạn phải hóa giải được các con sao hàng năm nó chiếu tới cửa nhà nhà các bạn, nó chiếu gian thờ nhà các bạn, nó chiếu tới cái bếp của các bạn, và chiếu đến phòng ngủ của các bạn, là những con sao xong. Thứ nhất là các bạn phải hóa giải được con sao tiểu nhân, con sao thị phi, cãi cọ, kiện tụng là con sao số 3. Các bạn phải hóa giải được con sao gây tai nạn, mổ xẻ, điều tiếng, dựng chuyện, vu khống, nói xấu, đơn tư lập danh, chính là con sao số 7. Các bạn phải hóa giải được con ngũ hoàng đại sát là con sao sát chủ, mọi sự đều xuất phát vào con sao số 2 và con số 5. Con sao số 2 là con sao bệnh phù, là ốm đau, là bệnh tật, mọi việc không hanh thông. Đó là những con sao các bạn phải hóa giải. Đồng thời các bạn phải có những cái vấn đề chiêu tài, giữ gìn sạch sẽ khi những cái con sao tài vận nó tới. Thứ nhất là con sao bắt bạch thủ tinh, là con sao tài vận nó tới các phương hướng. Ở đó người ta sẽ đặt những việc chiêu tài, hoặc người ta phải mở cửa thông khí để đón vượng khí. Con sao cừu tư hỏa tinh là con sao hỷ khách, đem lại nhiều niềm vui, nhiều thành tựu là nó. Con sao nhất bạch thủy tinh là con sao quyền tinh, đồng thời cũng là con sao giao dịch đối nội đối ngoại, rất lợi cho các cái vấn đề về giao tiếp và buôn bán. Con sao lục bạch kim tinh là những con sao kinh tế ngoài luồng, ngoài tiền lương ra có thể là mua may bán đất hoặc được quý nhân phù trợ, thì mình phải giữ gìn và phát huy những con sao đó. Cái điều này hàng năm tôi cũng đã chỉ bảo cho rất nhiều người, và kể trên các cái mạng clip của tôi trên mạng xã hội, tôi cũng chỉ dẫn các phương pháp tránh hung phòng cát và phương hóa giải. Hôm nay tôi cũng chỉ nhắc
Thưa các bạn, là lý do tại sao tôi không đi sâu mà nhiều người cứ phàn nàn là mãi vẫn là không lên, kinh tế mãi mãi nó nghèo nàn, là bởi vì các bạn vi phạm vào những cái mà tôi đã nói. Đồng thời phải học hỏi, lắng nghe các kinh nghiệm của những người đi trước, học hỏi, lắng nghe của những người từng trải và người ta có dây dạn các kinh nghiệm và kết hợp vào cái thực tế. Lúc đó hy vọng các bạn sẽ đạt được những thành quả tốt nhất qua clip này. Mong rằng các bạn tiếp thu được một phần nào và cũng cố gắng phát huy những cái mình có và sửa chữa những cái bị sai lầm. Chúc các bạn một buổi tối, chúc tốt lành.